Trở lại cùng với quý khán thính giả trong chương trình tin tức, tiếp theo đây là phần tin thế giới. Trước khi chúng tôi bước vào các bản tin chi tiết, Việt Vision TV có một thông báo rất vui dành cho tất cả quý khán thính giả. Bắt đầu từ hôm nay, Việt Vision TV có mặt trên tất cả các hệ thống TV thông minh Smart TV. Quý vị xem hoàn toàn miễn phí, không cần antenna, không cần gắn hộp TV. Tất cả các loại TV thông minh hiệu Samsung, LG, Sony, Philips, TCL, Sharp, Hisense, Element, Insignia, Hitachi. Quý vị có thể cài đặt app VVTV xuống để xem chương trình TV của chúng tôi hoàn toàn miễn phí. Xin trân trọng gửi đến quý vị thông báo này. Tiếp nối trong chương trình là bản tin liên quan đến một lễ khánh thành đường ống khí đốt giữa Ba Lan và vùng Baltic. Ba Lan và các quốc gia ở vùng Baltic vừa khánh thành một đường ống khí đốt GIPL trong một nỗ lực giảm phụ thuộc khí đốt vào Nga. Đường ống khí đốt liên kết Ba Lan và Litva, gọi tắt là GIPL, dài khoảng 508 km, nối liền các quốc gia ở Đông Bắc Âu với phần còn lại của Liên Âu. Liên Âu đã tài trợ phần lớn trong số 528 triệu Mỹ Kim chi phí xây dựng. Đây được cho là một bước đi quan trọng của Liên Âu để giảm phụ thuộc nguồn cung khí đốt từ Nga. Đường ống này đã bắt đầu chuyển khí đốt kể từ ngày 1 tháng 5. Trong 5 tháng tới đây thì đường ống có thể vận chuyển với công suất là 1,9 tỷ mét khối khí đốt mỗi một năm từ Litva đến Ba Lan và 2 tỷ mét khối khí đốt mỗi một năm theo chiều ngược lại nhờ liên kết hiện có trong khu vực. Latvia, Estonia và Phần Lan cũng có thể tiếp cận đường ống này. Chủ tịch của Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trong ngày 4 tháng 5 đã nêu đề xuất từng bước cấm toàn bộ hoạt động nhập cảng dầu từ Nga. Động thái này được cho là một vấn đề quan trọng nhất trong chương trình trừng phạt vào ngày thứ Sáu của Liên Âu để phản ứng lại trước chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Hiện nay thì Liên Âu chưa đạt thống nhất về việc cấm nhập cảng dầu của Nga vì một số quốc gia thành viên vốn phụ thuộc lớn vào nguồn dầu từ Nga đã không muốn tham gia lệnh cấm vận này. Trong ngày 27 tháng 4 thì tập đoàn năng lượng của Nga Gazprom đã ngừng cung cấp khí đốt cho các đối tác từ Bulgaria và Ba Lan. Động thái này có thể dẫn tới tình trạng thiếu hụt khí đốt không chỉ ở hai quốc gia nói trên mà có thể xảy ra trên toàn châu Âu. Các quốc gia thuộc vùng Baltic, trong đó có Litva, Latvia và Estonia, cũng đã thông báo ngừng nhập cảng khí đốt của Nga kể từ ngày 1 tháng 4 và sẽ sử dụng nguồn dự trữ khí đốt của quốc gia để thay thế. Sang qua một quốc gia châu Á, đó là Nhật Bản. Nhật Bản dự kiến sẽ đón du khách nước ngoài kể từ tháng 6 sắp tới đây. Theo một nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản trong ngày thứ Sáu, 6 tháng 5 cho hay, là Nhật Bản dự kiến sẽ nối lại các hoạt động đón tiếp khách du lịch nước ngoài sớm nhất là từ tháng 6, trong bối cảnh chính phủ đã bắt đầu từng bước nới lỏng các biện pháp kiểm soát biên giới sau đại dịch Covid-19. Theo nguồn tin nói trên, chính phủ của Nhật Bản có thể chấp nhận một lượng hạn chế các nhóm du khách trên cơ sở thử nghiệm kể từ cuối tháng 5 này. Trước đó thì phát biểu trong một chuyến công du nước Anh vào ngày 5 tháng 5, Thủ tướng Kishida Fumio cho biết là Nhật Bản sẽ đánh giá lại các biện pháp phòng dịch Covid-19 theo từng bước sau khi ông tham vấn các chuyên gia y tế cộng đồng và sẽ phù hợp với các bước đi của các quốc gia thuộc khối G7. Nhật Bản đã áp đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với các công dân nước ngoài không cư trú tại Nhật Bản kể từ tháng 11 năm 2021. Với mục đích ngăn chặn sự lây lan của biến thể Omicron. Hiện nay Nhật Bản cho phép tới 10.000 người nhập cảnh mỗi ngày nhưng chỉ giới hạn ở doanh nhân, thực tập sinh và sinh viên. Nhật dự kiến sẽ tăng hạn ngạch nói trên cũng như là số du khách nước ngoài từng bước một trong những tháng tới. Trước khi đại dịch bùng phát, Nhật Bản đã đặt một mục tiêu là thúc đẩy du lịch như là một động lực tăng trưởng kinh tế với mục tiêu đón 40 triệu lượt khách nước ngoài trong năm 2020. Tuy nhiên, do các biện pháp hạn chế đi lại, số du khách của ngoại quốc đến với Nhật Bản trong năm 2021 đã giảm xuống 245.900 lượt. Đây là mức thấp nhất kể từ năm 1964 tính cho đến nay, thời điểm Nhật bắt đầu thống kê các số liệu du khách. Trung Quốc đưa 18 chiến đấu cơ áp sát Đài Loan là bản tin tiếp nối. Cơ quan phòng vệ của Đài Loan trong ngày 6 tháng 5 thông báo có 18 chiếc máy bay quân sự của Trung Quốc, trong đó có 2 oanh tạc cơ H-6, 6 tiêm kích cơ G-11, 6 tiêm kích cơ J-16 và 2 chiếc máy bay cảnh báo sớm KJ-500, một chiếc máy bay tuần thám săn ngầm Y-8 và chiếc máy bay tác chiến điện tử Y-8. 18 chiếc máy bay Trung Quốc chia thành 3 nhóm tiến vào vùng nhận dạng phòng không của đảo Đài Loan. Nhóm thứ nhất có tiêm kích J-11 và 16 cùng với các máy bay tác chiến điện tử Y-8 bay từ đại lục đến vùng biển ngoài khơi phía tây nam của đảo Đài Loan, sau đó quay về. Nhóm thứ hai bao gồm máy bay tuần thám săn ngầm Y-8 và oanh tạc cơ H-6 bay qua vùng biển phía nam tới với khu vực đông nam của đảo Đài Loan rồi về căn cứ. Nhóm còn lại gồm máy bay cảnh báo sớm là KJ-500 và tiêm kích J-16 bay gần quần đảo Đông Sa. Cơ quan phòng vệ của Đài Loan cho hay là đã điều tiêm kích để ứng phó, đồng thời triển khai các tổ hợp hỏa tiễn phòng không để theo dõi nhóm máy bay quân sự của Trung Cộng. Hiện nay thì Bắc Kinh vẫn chưa bình luận về thông tin nói trên. Số lượng máy bay của Trung Quốc tham gia các đợt áp sát đảo Đài Loan lần này nhiều thứ hai trong năm nay. Lần áp sát với quy mô lớn nhất diễn ra vào ngày 23 tháng 1 khi 39 chiếc máy bay quân sự của Trung Quốc tiến vào vùng nhận diện phòng không của đảo Đài Loan. Giới chức của quốc đảo Đài Loan công bố thông tin về các chuyến bay áp sát của máy bay quân sự Trung Quốc kể từ tháng 9 năm 2020. Giai đoạn ghi nhận số đợt áp sát nhiều nhất là tháng 10, 2021 với 196 lượt tổng cộng, trong đó có 149 lượt diễn ra chỉ trong 4 ngày sau ngày lễ Quốc khánh của Trung Quốc. Trở lại với một bản tin liên quan tới châu Âu cho biết là thị trường của ma túy và ma túy đá gia tăng mạnh mẽ tại châu Âu. Theo báo cáo do cơ quan cảnh sát của châu Âu Europol và Trung tâm Giám sát Thuốc và Dược phẩm Bổ sung của châu Âu, gọi tắt là EMCDDA, đưa ra cho biết là thị trường của cocaine và ma túy đá methamphetamine đang phát triển mạnh mẽ tại châu Âu vì tình trạng buôn lậu tăng kỷ lục kéo theo một hệ lụy là bạo lực cũng như là các vấn đề về sức khỏe. Trong năm 2020 thì lượng cocaine cao kỷ lục lên tới 214,6 tấn đã được thu giữ trong các quốc gia thuộc khối châu Âu, Na Uy và Thổ Nhĩ Kỳ. Báo cáo cho biết Liên Âu đang phải đối mặt với một mối đe dọa ngày càng lớn từ thị trường dược phẩm nhộn nhịp và đa dạng hơn dựa trên sự hợp tác chặt chẽ giữa các tổ chức tội phạm quốc tế và trong Liên Âu. Giám đốc của cơ quan EMCDDA là ông Alexi Gusdieu cho biết bản chất mới của thị trường này đã dẫn tới dược phẩm sẵn có ở mức độ cao, bạo lực và tham nhũng gia tăng và các vấn đề về sức khỏe ngày càng xấu đi. Thị trường ma túy, loại thuốc được tiêu thụ nhiều thứ hai trong Liên Âu sau cần sa, ước tính trị giá khoảng 10,5 tỷ euro, có nghĩa là khoảng 11 tỷ Mỹ Kim trong năm 2020. Có khoảng 14 triệu người trưởng thành từ 15 đến 65 tuổi trong Liên Âu đã dùng cocaine dưới dạng bột trắng hay là dạng bánh. Hầu hết lượng cocaine bị cảnh sát bắt giữ năm 2020 là ở các quốc gia Bỉ, Hà Lan và Tây Ban Nha. Báo cáo cũng cho biết là ma túy đá, một loại ma túy tổng hợp được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới, cũng đang là một mối đe dọa lớn. Từ năm 2010 đến 2020, lượng ma túy đá bị thu